cho mình nói thì là vấn đề mà tôi đang được điều rất là mạnh trong nhiều lĩnh vực từ engineering cho đến C về mặt cấu trúc này thì là những cái data này, những dữ liệu này rất là lớn, nhất là các cái chữ một số lớn này, và thì nó sẽ tốn chỗ. Thứ hai là nếu mà phải chuyển một cái số lượng lớn này từ máy nọ sang máy kia hoặc chuyển qua internet thì nó sẽ rất rất nhiều thời gian. Thì rất là đơn giản để hiểu biết là bây giờ là sao mà ném những ảnh. Không cần dùng là 16, cần dùng 1 triệu bit nữa mà có thể dùng một số bit nhỏ hơn. Thì đấy là cái khái niệm về classical sensing, classical compressing. Thì tôi nói qua về mấy cái phương pháp rất dễ để mấy cái phương pháp đại chúng để compress cái data này. Thì tất nhiên là cái phương pháp thì nó đều dựa trên một cái nguyên lý là làm sao mà giảm được cái số chiều của data, số chiều hay là 16 chiều
chiều của không gian là 1 triệu chiều rất lớn, là người ta có thể giảm xuống còn 10.000 chiều thôi, thì cái lúc nào đấy người ta thì nó sẽ giảm được 99%.
là tất cả các hàm vô sai và sai này thì nó sẽ tạo nên sin và cos này thì nó sẽ tạo nên cái gì đó. Nó sẽ tạo nên một cái hệ các vector vuông góc, nó sẽ tạo nên một cái hệ tọa độ cho h, thì từ đó là ta có thể dùng cái hệ tọa độ để viết từ cái hàm số ở trong h. Trong cái bài toán này là nó không có hàm liên tục mà nó chỉ là một cái hàm này là hàm đơn giản, và ta có các hàm f này nó chạy từ các số nguyên từ một cho đến n, không có n trong trường hợp này là 16 hiện nay đến các số thực, thì ta có thể dùng cái biến đổi Fourier rời rạc để làm cái bài toán này. Thì ví dụ Fourier rời rạc thì nó còn đẹp hơn một chút, thì ta có thể tạo ra cái hệ là trong cái khi mà mình muốn đổi Fourier rời rạc, chúng ta có thể đổi cái tọa độ là thì cái hàm này tạo thành một cái hệ tọa độ vuông góc.